cho đến lượt tie break cuối cùng. Cuối cùng, khi chúng tôi đã có danh sách top 10 của mình, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo để tất cả có thể thấy được thành tích đăng quang của bạn. Nghe thông tin. Trong video ngày hôm nay, mình đã đưa ra thông báo nhanh của Supercell về top 10 CLANS RANK quán quân 1, Champion 1 trong Clash of Clans tại giải đấu hội chiến năm 2019. Các bạn nghĩ sao về thông tin rất thiết thực cho giải đấu cạnh tranh bậc nhất COC hiện nay? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận phía dưới. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây quả thực là một thông tin rất là tuyệt vời, phải không các bạn? Nếu các bạn có biết CLANS Việt Nam nào đang thi đấu ở giải đấu quán quân 1 Champion 1 thì hãy liên hệ để mình làm.